dâu Tây Ninh không chịu ra làm lễ vì chú rể thất hứa 3,3 cây vàng. Câu chuyện quà cưới của cặp cô dâu đến chú rể ở Tây Ninh đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, lễ đính hôn của cô dâu En Đê và chú rể Ti Vi ở Tây Ninh đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của người nhà chú rể, cô dâu không chịu ra làm lễ vì nhà trai không đem đủ sính lễ là 3,3 cây vàng và 50 triệu khiến buổi lễ không trọn vẹn. Được biết, chú rể đã hứa trước với cô dâu khi làm đám hỏi sẽ tặng 3,3 cây vàng và 50 triệu đồng. Tuy nhiên, đến khi buổi lễ diễn ra, nhà trai chỉ mang sính lễ được khoảng phân nửa như đã hứa, gồm đôi bông 1 chỉ 24.000, dây chuyền 5 chỉ 24.000, hai bộ salmon 12 chỉ 18.000, cùng 40 triệu đồng. Cũng theo phía gia đình nhà trai, bố mẹ chú rể mất sớm nên chỉ có đại diện là các bác, cô chú trong họ đến làm lễ. Nhưng mặc cho nhà trai đưa ra lời khuyên, năn nỉ vì hoàn cảnh chú rể tội nghiệp, cô dâu vẫn nhất quyết không đồng ý. Điều này khiến buổi lễ phải tạm hoãn, nhà trai bỏ về để cặp đôi có thể tự trò chuyện, giải quyết với nhau.